con của ông Bao Que để gửi đến những người dân chủ Bao Que. Rồi xong mình nói tại sao đảng, chủ đề là đảng nhà nước mình lại mắc nợ cái đám Bao Que này. Tại vì nó là cũng là người Việt Nam mình, mà đảng nhà nước mình sao mà không mạnh tay, sao không mạnh tay để trừng trị cái đám này. Thì cái status này con của ông anh trai mà là cái người hâm mộ, nói chung là cái khán giả mà gửi đến cho mình để viết gửi cho mình để mình đăng lên, mình vạch mặt lũ Ba Que cho ảnh. Mình đọc nha: Việt Nam Cộng Hòa không thể nào lật đổ Cộng sản mà lên làm lãnh đạo được. Muốn lật đổ Cộng sản, trước tiên Việt Nam Cộng Hòa phải học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy và phải làm theo những điều đó thì Việt Nam Cộng Hòa mới lật đổ Cộng sản được. Còn theo như tôi thấy, Việt Nam Cộng Hòa làm được một điều gì của Hồ Chủ tịch. Hồ Chủ tịch nói một điều. Điều 1: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa chửi Tổ quốc mỗi ngày, chê bai cha, quê cha đất tổ. Còn nói về yêu đồng bào thì Việt Nam Cộng Hòa chỉ xúi người ta đi khủng bố lật đổ chế độ, mang đến tù tội gia đình ly tan. Vậy mà gọi là thương dân yêu nước. Điều 2: học tập tốt, lao động tốt. Nói về học tập tốt thì Việt Nam Cộng Hòa có được thì có được đi học không? Mở miệng ra chửi thề văn tục đủ thứ dơ bẩn, mặc dù sống ở xứ tư bản văn minh u xích a, tôn sùng phụ nữ đứng đầu. Vậy mà bọn chúng chửi phụ nữ bằng những lời cực kỳ thô bỉ của một con người sống trên đất nước văn minh. Còn nói là về lao động thì chúng siêng ăn biến làm, chỉ muốn sống bám vào người khác, xin ăn trợ cấp suốt đời. Điều 3: đại đoàn kết, kỷ luật tốt. Nói về đại đoàn kết, hỡi ơi, Việt Nam Cộng Hòa ở Cali lập nhiều hội đoàn ăn chia không đều, thì quay lại chửi nhau, cắn xé lẫn nhau như chó với mèo. Còn nói về kỷ luật thì Việt Nam Cộng Hòa dùng lực giang hồ trắng lọt xin tiền điểu lại tại những nơi của kiều bào hải ngoại ở Cali. Rồi mẹ làm áo ra luôn nè, chơi chậm như chuỗi luôn nè, chơi chậm đây đó, chơi chậm như chuỗi cho con rồi đó. Thì Salmon, mẹ làm tí xíu mà cũng được cái mon nè. Giữ vệ sinh thật tốt. Về mặt này thì Việt Nam Cộng Hòa ở dơ không chịu nổi, mặc một bộ đồ cả tuần lễ không thay. À Awi, cái này, cái bài viết này là A Quy biết của ai không? Là của anh Ti Son, con của ông Bao Que ở Cali viết, gửi đến các anh Bao Que chăm chủ cụi trong nước và Bao Que ở Cali. Nhiều ngày mới tắm chỉ một lần, sợ tốn nước vì bên Mỹ trả tiền nước mắc lắm, cho nên lúc nào cũng hôi chết cha. Ở Mỹ một tuần mới tắm bởi vì hôi thối là đúng rồi. Sợ tốn nước tới tắm mà Việt Nam Cộng Hòa cũng không dám tắm nữa. Ở Mỹ sang trọng quá mà sau điều 4 này Việt Nam Cộng Hòa ở Mỹ không dám tắm. Ở giờ bởi vì lỡ gần hôi thối. Anh Ti Son nói nha, em cảm ơn anh Ti Son viết bài vạch mặt lũ Ba Que giùm cho em, gửi cho em vạch mặt, em cảm ơn anh. Điều 5:
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, điều này là quan trọng nhất. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa có người nào dám làm? Nói về khiêm tốn thì hỡi ơi, sống ở Mỹ nghèo, ăn tiền trợ cấp. Chàng ơi, nhảy tầm lum mà. Cái máy mà nó nhảy tùm lum. Thà dũng cảm, điều này là quan trọng nhất. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa không có người nào dám làm. Nói về khiêm tốn, hỡi ơi, sống ở Mỹ, ăn tiền trợ cấp, lừa gạt chính phủ, mời Mỹ đủ kiểu đủ cách. Vậy mà mở miệng ra nói về Việt Nam thì nổ không ai bằng, còn hơn là bom nguyên tử. Còn nói về thật thà Việt Nam Cộng Hòa chiên xuyên tạc địa đặt, nói láo chụp mũ không ai bằng, còn nói dũng cảm Việt Nam Cộng Hòa sống sợ chết, chỉ xúi người khác làm mà bản thân thì không dám làm. Muốn lật đổ cộng sản mà chỉ có lá cờ ở tòa lãnh sự quán ở Việt Nam tại Cali mà mấy ông còn không dám tháo súng thì làm sao có đủ gan mà đòi lật đổ cộng sản. Cả điều năm này mà tất cả các ông còn không dám làm được một điều, cả năm điều mà mấy ông không làm được một điều thì mấy ông làm sao có đủ tài đủ đức để lãnh đạo đất nước, một đất nước mà tạo ra cho nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bây giờ giờ Mỹ còn bắt tay chơi với cộng sản thì coi như số phận mấy ông hết thời, cả đời này chỉ còn nằm mơ chết mà thôi. Thôi thì giấc mộng không thành, nên sống yên thân nơi xứ người, vui vẻ với con cháu. Cho nên Việt Nam Cộng Hòa hết thuốc chữa, đời này còn lại của mình tôi hy vọng là ông già tôi cũng đọc được những dòng chữ này Tyson viết. Đấy, đây là thằng ăn hại đấy. Chỉ có lá cờ ở Đại sứ quán Việt Nam mà các người làm không được. Năm điều Bác Hồ dạy, chỉ có một điều duy nhất đó, là lá cờ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ mấy ông còn không tháo được. Mấy ông chỉ tài giỏi suối. Mấy ông chỉ tài giỏi suối thôi. Trung Vũ dậy sớm vậy cưng. Trung Vũ dậy sớm vậy. Chị mời rồi đó dân gian. Giờ mình nói tại sao đảng nhà nước mình mắc nợ một lũ ba que này ở trên đất nước Việt Nam chúng ta. Tại vì nó là thế nào? Nó là cũng người Việt Nam mình. Mình có mạnh tay, mình chừng trị nó quá, nó là cùng một màu da mình. Bởi vì khi đảng nhà nước mình là khoan dung, có cái tấm lòng nhân đạo, không chừng trị thẳng tay, chỉ phạt cảnh cáo, chứ không có làm mạnh tay như cái đám mà Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa 1975 đảo về trước. Mình hỏi nha, có A Quy đây nữa nha, đóng về những người mà đang sống trên đất nước Việt Nam hôm nay mà xuyên tạc, mà bị đặt cho đảng nhà nước, theo mà hiện tại những người này mà Việt Nam Cộng Hòa đang đứng trên đất nước mà đang cai trị đất nước, thì những người này có dám nói như ngày xưa không? Thật sự những cái người mà đang chống phá đảng nhà nước, những người này mà đang xuyên tạc bịa đặt kiểu này, mà theo Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà đang cai trị đất nước mình, thì họ sẽ trừng trị những người này rất là nặng. Các anh chị nhớ nó cai trị những người ở tại đảo Phú Quốc mình không? Em chào anh Dani Nguyễn và chị Phương Phạm đó. Nó sẽ cai trị những người này thế nào, nó đánh cộng sản mình đủ cách đủ kiểu ở trên chỗ mà trên đảo Phú Quốc đó. Đó thì anh chị thấy không? Anh chị thấy nó làm đủ cách đủ kiểu không? Thì những người mà đang xuyên tạc địa đặt mà như thế này hôm nay, chửi đảng nhà nước thế này, thì gặp mà đảng Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, đảng ngụy quân ngụy quyền ngày xưa, thì họ sẽ giết những người này luôn.
Họ đến tới nhà họ bắn thẳng vô nhà luôn, chứ không có để cho những người này mà nói những kiểu đó. Cho mà biết như vậy đó. Đừng có ngồi đó mà xuyên tạc gì đất nước. Tôi nói cho các người biết, các người mà Việt Nam Cộng Hòa nghe nè, những người mà đang xuyên tạc gì đất nước hiện nay bây giờ. Chị mời dẹm cái Nguyễn Huệ xuyên tạc đất nước mình, chửi bác Nguyễn Phú Trọng, chửi bác Kim Ngân, chửi bác Tô Lâm, chửi thậm tệ, chửi đảng nhà nước mình không còn gì. Tôi nói thật lòng, những người mà dân chủ cụi như các người mà chửi theo cái cách của các người mà đóng về chửi đảng nhà nước hiện nay, giờ các người mà chửi gì ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa mà ngụy quân ngụy quyền mà cai trị trên đất nước Việt Nam này thì các người đã chết rồi, các người không còn sống được đâu. Các người không sống nổi với những người Việt Nam Cộng Hòa ngụy quân ngụy quyền như ngày xưa đâu. Các người làm nghề phản động, các người xuyên tạc đủ cách đủ kiểu, nhà nước rất là mệt mỏi với các người, đau đầu với các người. Các người vì một cái đồng tiền, dạ em chào anh Tư, các người vì đồng tiền của cái những người mà ba que đó, các người ăn tiền 100-200 đô đó mà các người xuyên tạc, các người bán cả cái nhân cách các người bán cả cái mạng của các người, chấp nhận các người bán nhân cách, bán cả lương tâm của các người vì một vài trăm đô mà các người lên nói chuyện, làm cái người làm cái nghề phản động này. Thật sự tôi thật là buồn, tôi thật là đau. Tại vì tôi buồn đau đây, tôi ba buồn đau cho ông cha của chúng tôi đã hy sinh, đổ máu xương, hy sinh mạng sống để giữ cái đất nước hòa bình hôm nay, giữ đất nước hòa bình hôm nay để cho các người sắp không có còn chiến tranh nữa. Mà các người không biết mang ơn những người chiến sĩ, những người cách mạng đó, mà các người bị hiện nay thì các người đang bôi nhọ các người vì đồng tiền, các người đạp lên những cái xương máu của cha ông chúng tôi. Cho nên tôi phải lên đây tôi nói lời các người, các người sống làm sao có liêm sĩ một tí xíu, các người sống sao mà hãy có liêm sĩ một tí xíu, sống làm sao cho đúng cái bản chất của con người Việt Nam mình, phải là uống nước nhớ nguồn, phải sống phải có cái đạo đức ha. Ông cha chúng tôi hy sinh mạng sống ha, để mà giữ gìn cái đất nước cho quê hương cho hôm nay, thì các người, chính các người lại phá hủy cái quê hương, các người đòi xóa bỏ đảng cộng sản này. Các người nói là các người yêu quê hương, yêu dân tộc, có người xóa bỏ đảng cộng sản này, vậy các người đem ai về? Đem những người mà Việt Nam Cộng Hòa ở Cali về, ngụy quân ngụy quyền ở Cali về đúng không? Đang cai trị cái đất nước này đúng không? Những người mà hiện nay ở Cali, những người ở Cali mình không quơ đũa hết, mình nói là những con người mà muốn lật đổ cộng sản cầm cờ, tôi nói cho các người nghe, những con người đó là năm điều tôi đã đọc rồi, năm điều họ là không làm được điều nào hết, họ hèn nhát, họ làm biếng ở dơ, họ nói yêu đồng bào mà họ đưa các người vào tù ra khám, rồi họ nói là học tập tốt, lao động tốt mà họ ăn dơ, họ sống ăn tiền trợ cấp, họ học tập tốt, họ lao động có tốt không? Họ học tập không bao giờ tốt, cả những người mà đi 1975 qua bển học tập, nhưng mà họ có học được nói tiếng Anh gành chưa? Những ông Việt Nam Cộng Hòa mà đi qua bên 1975 đảo gì trước đó, họ học tập tốt, họ có học được đọc chữ tiếng Anh gành gọt chưa? Họ có đánh một cái văn bản gành gọt về tiếng Anh chưa? Chưa có học tập tốt, lao động họ cũng chưa tốt, họ chỉ là gì? Họ chỉ ăn tiền trợ cấp. Mà làm sao họ làm lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình? Họ đang sống tiền trợ cấp, và những người Mỹ coi họ như một con chó, thì làm sao họ lãnh đạo được đất nước của mình? Còn đảng cộng sản, còn bộ đội của chúng ta sống bằng cái gì? Sống bằng nhiệt huyết, bằng cái tâm để giữ quê hương, giữ cái đất nước. Bộ đội chúng ta tự trồng một cây gao ha, trồng gao đó, tự bộ đội sống, chứ bộ đội không có ăn tiền của bất cứ ai luôn. Các người nên nhớ điều đó. Còn những người mà Việt Nam Cộng Hòa
toàn là ngày xưa tới nay, họ không lao động tốt, họ chỉ biết là ăn tiền nhờ tiền của bố Mỹ, tiền lúc nào cũng phải viện trợ. Bố Mỹ ngày xưa họ họ đi họ làm tay sai, họ cũng ăn tiền viện trợ của Mỹ ha. Rồi ngày nay thì họ đã đánh đuổi, họ đi qua bển, họ cũng ăn ăn tiền trợ cấp ha. Họ thì vì các người tôn họ lên làm gì, lãnh đạo đất nước hả? Thật sự cái đất nước này mà rơi vào tay Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nói thật, trong vòng 5 ngày đất nước này sẽ cho Tây, cho Tàu, cho Mỹ hết rồi, chứ không có còn mà ở lại là cái đất nước Việt Nam nữa đâu. Thì coi lúc đó các người còn xóa bỏ nào nữa không. Cho nên các người tỉnh lại đi, các người nên nhớ rằng ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa làm tay sai cho Mỹ, làm tay sai cho Mỹ, thì bây giờ mà không có đảng Cộng sản mà đánh đuổi cái đám mà Việt Nam Cộng Hòa đánh đuổi Mỹ đi, thì Việt Nam hiện nay bây giờ là quốc tịch của Mỹ rồi, đâu còn cái người Việt Nam nó mất gốc rồi, không còn tôi sanh ra đây đâu. Hiện nay giờ là những người ngồi đây như tôi, sanh 77, sanh 77, hiện nay giờ những người ngồi như tôi là con lai rồi. Việt Nam lai đầu gà đít vịt, là lai Mỹ, lai Pháp hết rồi, không còn là nguyên gốc của người Việt Nam nữa đâu. Thì làm sao các người còn mà đòi xóa bỏ đảng Cộng sản này nữa. Các người nên nhớ rằng các người có hận, hận cái lũ tay sai ha, Việt Nam Cộng Hòa, các người đừng có hận hận đảng Cộng sản này. Đảng Cộng sản đánh đuổi được giặc rồi thì đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay giờ ha, hòa bình, sống trong hòa bình, các người lo làm lo ăn đi ha, các người đừng có làm cái điều ác ôn, các người đó là hai tay chính xuống đường. Tôi mong các người đi xuống đường, các người hãy đi xuống đường đi, rồi các người coi thay tay tháng 9 này các người sẽ như thế nào. Các người nhớ ngày 10 tháng 6 không, ngày 11 tháng 6 không, các người đòi đa đảng, các người đòi đa đảng, các người không có làm quyền con người, các người đòi dân chủ tự do. Thì nhờ ngày 10 tháng 6, ngày 11 tháng 6 đó, cho các người làm dân chủ tự do đó. Đó, các người không làm quyền con người ngày 10 tháng 6, ngày 11 tháng 6, cho các người làm quyền con người đó. Cả cộng đồng, cả thế giới đều nhìn vào ngày 10 tháng 6, ngày 11 tháng 6. Các người đang làm quyền con người ngày 10 tháng 6, ngày 11 tháng 6, 2018 vừa qua đó. Hả? Thế giới đã nhìn ra các người rồi. Cho nên á, các người á, có nói cỡ nào, các người có kêu đại sứ quán, các người có kêu quốc tế vô cứu, thì người ta nhìn những cái đoạn clip vừa qua, không ai cứu các người đâu. Chính các người đang phá hoại cái nền kinh tế Việt Nam, các người đang phá hoại trên đất nước. Chính các người là người đang phá hoại, các người đang đạp đổ trên đất nước. Giặc chưa vào, giặc Trung Quốc chưa vào mà các người, chính các người đã đạp đổ cái đất nước này rồi. Trung Quốc chưa đánh Việt Nam ha, hiện nay đất nước hòa bình, chưa có giặc nào vô đất nước Việt Nam mà chính giặc cỏ trong nước đã phá hoại đất nước Việt Nam rồi. Chính các người dân chủ cội á, các người trong nước á, đang phá hoại. Con cháu mình gọi đây á, thì quơ đũa hết cả nắm, thì người ta nói mình quơ đũa, nhưng mà thật sự mình nói những thành phần lên live stream dân chủ cội ba que, sống đồng tiền không lương thiện, sống đồng tiền của đám mà ăn tiền trợ cấp, là đồng tiền vô lương tâm, không có đạo đức, phá hoại đất nước. Thật sự các người lúc nào cũng quyền của đất nước, cũng quyền của Bác Hồ ha, mà chính các người đang sống trên đất nước nè, con cháu các người hàng ngày vào trường học cũng của đất nước, của đảng nhà nước, các người đi vào bệnh viện cũng đảng nhà nước. Khi các người đánh lộn với nhau, đánh phá nhau, các người cũng gọi đảng nhà nước đấy ha. Chính các người làm chứ không ai làm hết. Chính các người khi mà các người bị đụng xe, các người cũng gọi cảnh sát cơ giao thông, chính các người phá mà vừa các người phá rồi xong các người gọi công an.